Có đá này thì nó sẽ ra đá, những cái đá gì đi, người chữ DA đi thì ra DA, DA đá 12. Đó. Thì mình đá 12 thì nó sẽ ra đá 12 thôi, D1 là ra rồi. Rồi mình nếu đá 12 mình bấm này, khi mình bấm mình chọn cái đá 12 thì chữ này này các bạn thấy không, nó hiện cái hình ảnh liền. Đó, rất là rõ ràng. Đó, hình ảnh enter. Nè, khi mình chọn đá 12 thì dưới màn hình này hình ảnh mình biết là cái nhìn hình ảnh mình biết là đá 12 này, enter. Đó, rất rõ ràng. Thì enter thì các bạn thấy mình enter này mình cho mình nhỏ nhập số lượng vào. Mình bán như 3 khối, số lượng 3. Thì các bạn thấy hình ảnh trong này này, nó bán cái giá này 420.000 đồng, đó là giá 1. Mình muốn bán giá 2 thì giá 2. À, muốn bán giá 3 thì chọn giá 3. Rất rõ ràng các bạn. Thì chập mình sẽ giới thiệu các bạn cách bán cái giá mà nó nhớ giá của khách hàng luôn. Rồi giờ mình bấm giá 1 thì giá 1 đây. Rồi thì hình ảnh và tiếp theo là nó hiện là cái số lượng tồn kho, hiện tại số lượng tồn kho của đá 12 là 100 khối và số giá vốn hiện tại là 309.000 đồng. Đó, sau các bạn bấm enter là nó ra luôn. Tiếp tục mình xi thì xi măng thì các bạn này khi còn di chuyển này thì các bạn di chuyển chuột này di chuyển xuống cái tên nào thì nó hiện hình ảnh tên đó luôn. À, đó là xi măng lại mình enter xi măng thì nó hiện xi măng lên và nhớ 5 bao đi. Rồi xi măng đang cân tồn 101.000 bao này. À, giá vốn là 85.000 đầu mình bấm F2 là ok. Tiếp tục mình sẽ gạch mở cái gạch các bạn gạch thì nó hiện hình gạch lên các bạn, rất rõ ràng các bạn gạch. À, hiện tại gạch còn còn là 5.000 viên này, mình bán là 1.000 viên rồi. Đó, rất rõ ràng các bạn. Rồi xong mình đã bán xong cái đơn hàng này rồi. Nếu như các bạn muốn điền tên khách hàng vào thì cứ điền đây, gõ điền tên khách hàng đây. Nhớ khách hàng mà các bạn có tên sẵn thì các bạn gõ thì hiện lên luôn. Ví dụ mình bán cái này bán Trương Văn Thành đi. Đó, enter. Đó, Trương Văn Thành. Rồi ví dụ như mình đã gõ xong rồi nhưng mà cái số lượng này mình muốn lấy thêm thì click vào đây, click cột số lượng này, rất rõ ràng các bạn, click cột số lượng này bán 10 bao trong đó là 5 bao, cột số 10 đồng ý. Đó, rất là nhanh các bạn. Đó, rất nhanh. Đó, rất là tiện cho mình chứ không phải là mình sẽ vô kia mình chọn mình sửa không cần thiết. Mình gõ như là đá 12 3 khối bấm 5 khối click vào đây luôn, bấm số 5 đồng ý, rất rõ ràng. À, xong đó mình thanh toán. À, bấm nút thanh toán là xong này, thanh toán thì số tiền là 4.240.000 đồng. Trường hợp này nếu như trường hợp khách hàng đồng ý tính tiền luôn tiền mặt thì mình sẽ đồng ý lúc này, còn khách hàng muốn gọi là hơi tôi chuyển khoản thì mình đồng ý chuyển khoản để mình biết buổi chiều lại mình biết là trên phần mềm mình nó biết là nó báo lên là hiện tại là mình thu tiền mặt là bao nhiêu tiền và chuyển khoản là bao nhiêu tiền. À, và công nợ là bao nhiêu tiền. Đó, rồi mình đồng ý tiền mặt đi. Đó, như thế này. Đó, rất rõ ràng. Đó, in vô thì khách hàng mình đưa cho nhân viên 2 tờ, tờ khách hàng, 1 tờ đưa nhân viên đi vào. À, như vậy đó là cái thứ nhất. Rồi mình bán cái thứ hai, mình bán chuyển khoản đi các bạn. Chuyển khoản mình bán tiếp tục, mình bán cũng đá đi, đá 46. Đó, 46 nó cần tồn này là 200 khối này, mình bán 10 khối. Tiếp tục bán xi này, xi măng mình bán là còn tồn là 990 bao này, mình bán 10 bao. Rồi tiếp tục bán tiếp cát này, cát bê tông. Đó, còn bê tông tồn là 11.000 khối này, mình bán là 5 khối. Rồi xong bây giờ mình báo cho anh khác cộng 2 đi, rồi bỏ khách hàng đây, anh Tính. Rồi số mình bán cho anh Tính số tiền là tổng số tiền bao nhiêu đây là 7.240.000 đồng. Giờ mình đồng ý thanh toán. Anh Thành này ảnh không đưa tiền mặt mà chuyển khoản thì bấm vô đồng ý chuyển khoản này, đây 7.240.000 đồng. Đó, rất rõ ràng các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bán một khách hàng công nợ đi, công nợ mình bán công nợ. Đây, giờ mình bán một khách hàng công nợ, mình bán cái giá mà nó tự động nhớ giá đi, mình ghi anh khác đi, mình ghi cho các bạn thêm đây. Mình bán một khách hàng khác như 0975788409 đi, anh Tuyến, Bình Dương. Rồi nó không nợ đi. Đá dưới đá này 1, 2 khoảng 5 khối. Bây giờ mình bán là anh là đại lý đi, đại lý thường lấy gỗ đào thì mình bán giá 2 thì chắc chắn rằng khi anh Tuyến này lần sau anh tới là phần mềm nó tự động bán giá 2 cho anh, chứ không cần mình phải nhớ nữa. Không ai mà ngồi nhớ là lục ra khách hàng nào là bán cái giá nào, tại vì anh Tuyến là anh mua đại lý là mình thường mình bán cái giá này, giá 2 là cái giá rẻ, thì chắc chắn là mình sẽ lần sau anh Tuyến tới buôn mềm, anh tới mua thì phần mềm nó tự động nhớ giá 2 rồi mình bán giá 2, hoặc là mình sẽ báo cho khách hàng cái giá nào thì từ hôm đó là phần mềm nó tự động báo giá đó nó bán. Rồi C rồi bán 50 bao, bán giá 2 88.000. Rồi tiếp tục cát bê tông còn tồn là 995 khối, mình bán là 5 khối, bán giá 2. Rồi xong mình thanh toán công nợ. Rồi 8.900.000 đồng. Đây công nợ là 8.900.000 đồng là anh Tuyến này, số Bình Dương này, số điện thoại này và số hóa đơn này, ngày tháng năm rất rõ ràng các bạn, cái là mình in rất rõ ràng. Đó, tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, đơn tiền rất rõ ràng. Rồi các bạn xem như thế này, khi bán hàng xong đó là bán hàng công nợ này, cái hàng lẻ này, khách hàng chuyển khoản qua qua. Rồi bây giờ một anh khách hàng tới, anh điền tới đặt hàng thì sao? Các bạn đặt hàng thế nào? Rồi đặt hàng đầu mình bán một anh khách hàng khác đi, 0909313809 đi. Rồi anh Cường, rồi anh Bình Sài Gòn, anh đặt hàng. Rồi thì đặt hàng thì sao? Như thế nào? Đặt hàng số lượng hàng đó để mai giao thì em sẽ đặt đá. Rồi mình bán giá bột luôn 5 khối. Rồi cát 5 khối. Xi 20 bao. Rồi dây điện 5 cuộn. Rồi như vậy gạch nó còn tồn 49.000 viên, mua 10.000 viên. Rồi xong đặt hàng mình sẽ không thanh toán mà mình sẽ là lưu đặt hàng. Rồi xong các bạn thấy không, là mình sẽ lưu đặt hàng. Đó là cái đặt hàng, đó là cái đơn đặt hàng. Rồi bây giờ ngày mai khách nhân viên đi giao hàng thì mình ngày mai mình sáng dậy mình kiểm tra được ngày mai có bao nhiêu hàng đi giao, thì mình sẽ vào hóa đơn, mình vào cái thống kê đơn đặt hàng. Đó mình thấy là anh Cường này ngày nào anh đặt này, đặt số lượng hàng này, đó rõ ràng các bạn. Rồi bây giờ ngày mai mình sẽ vô đơn hàng. Thì nếu như trường hợp đây mình đang bán một khách hàng thôi, mình đặt hàng một khách hàng, lưu thông tin của một khách hàng ngày mai giao. Nếu như có nhiều khách hàng đặt hàng ngày mai giao, ngày mốt giao thì nó sẽ ra hàng loạt khách hàng này, rất rõ ràng các bạn. Rồi mình ngày mai đi giao thì mình chỉ vào đơn hàng anh Cường này, rồi mình hoàn thành đơn hàng, rồi mình chỉnh sửa không, nó chỉnh sửa lại không mình hoàn thành đơn hàng. Rồi mình thanh toán là chuyển khoản, mình bấm một chuyển khoản này. Đó các bạn thấy không, rất rõ ràng. Hóa đơn, tên, địa chỉ, điện thoại, ngày tháng năm. Rồi đó là đơn đặt hàng. Rồi mình nối tiếp cái mục là tăng giá hàng loạt. Rồi thì trong cái mục này phần mềm mình nó có những tính năng này, mình sẽ nói thêm các bạn xem. Không ai bây giờ mình muốn tăng giá sản phẩm một nhóm hàng thì mình lẽ mình vô mình chỉnh sửa từng sản phẩm rất là lâu, thì mình có cái mục là tăng giá theo nhóm hàng. Rồi bây giờ tôi muốn tăng giá cái nhóm cát thì mình chọn vô đây, chọn nhóm cát. Thường thường không lẽ ra mình cày ít á, nếu mình đi những nhiều người có thật sự mà cửa hàng thì có nhiều sản phẩm. Rồi bây giờ tôi muốn tăng sản phẩm này, tôi muốn tăng giá bột lên hay là tăng giá 2 cái đoạn như vậy, tăng 2 giá chứ 1 giá 2. Tôi tăng 2 giá này lên là 5.000 đồng, thì các bạn chỉ chọn nhóm hàng là nhóm cát này, rồi tất cả sản phẩm này nó hiện lên, rồi mình bấm tăng là mình bằng 5.000 đồng. Còn nếu như các bạn giảm giá thì các bạn chỉ bấm số lượng trừ vô đây là nó sẽ tự động giảm 5.000 đồng. Cũng muốn tăng là 5.000 đồng tăng. Rồi thì khi các bạn nhập cái số tiền cần tăng, bạn bấm thay đổi giá bán, rồi thay đổi giá thành công. Các bạn thấy không, 500.000 này là này đó, 555.000 là rất nhanh cho mình, 495.000, nghĩa là mình thay đổi cốt hàng loạt, không ai mình ngồi chỉnh sửa từng cái rất là mất công. Đó là cái ưu điểm của phần mềm như vậy, là tăng giá hàng loạt. Ví dụ như bữa học các bạn bán ra tạp hóa hay là điện nước rất nhiều, thì các bạn muốn tăng giá một nhóm hàng nào đó một số tiền nhất định, thì các bạn vô tăng phát là nhảy lên là xong, là tăng giá. Rồi bây giờ mình nói thêm bước là bước bảng báo giá. Báo giá thì vô đây và là hàng hóa báo giá. Giờ một anh khách hàng anh tới cửa hàng mình, anh dò giá, anh cần báo giá những sản phẩm để xem căn nhà, đúng không? Thì các bạn báo giá thế nào? Thì lúc đó các bạn vào đây đó, các bạn chọn những sản phẩm, chọn hết thì tất cả các bạn đã chọn hết. Thì mình cứ hàng mình là cái hàng xây dựng điện nước, cần bán vật xây dựng và điện nước, thì tất cả mình sẽ báo tất cả những sản phẩm cho khách hàng. Khách hàng muốn lấy cái nào thì lấy, thì lúc đó mình sẽ chọn. Mình không ba mức giá này, mình muốn báo mức giá nào, thì tôi muốn báo khách hàng mức xây nhà thì tôi báo mức giá 2, thì mình chọn mức giá 2, hoặc là mình chọn giá 1 tùy mình đó, mình chọn giá 2. Nếu là mình chọn giá 2 thì mình chiết khấu cho người ta bao nhiêu, chiết khấu không, chiết khấu 2%. Thì mình chọn tất cả sản phẩm rồi mình gõ số 100 cần giảm. Còn nếu như mình không có phần mềm này hay là phần mềm người khác, khi báo giá thì các bạn phải gõ từng cái rồi báo giá khách hàng rất là lâu. Còn đây mình chọn phát, mình sẽ chọn một lần, rồi mình sẽ chọn mức giá nào để báo, rồi mình nhập cái phần trăm nào cần giảm, rồi mình thêm báo giá, rồi mình xuất Excel, rồi xong mình ra Excel đó, rất rõ ràng. Thì nó sẽ nó từng sản phẩm, rồi đơn giá giảm bao nhiêu phần trăm và số tiền bán cho khách hàng rất là nhanh. Đó, lúc đó mình sẽ lưu lại, mình sẽ báo cho ai này, anh nào này, để mình lưu cái báo giá nó lại. Sau này anh này tới là mình chỉ bán đúng giá này. Khi anh này tới đó thì mình bán cái giá này thì phần mềm nó sẽ tự động lưu cái giá này nó bán, rất là đơn giản nhanh. Đó, nó là cái ưu điểm của phần mềm. Đó, là các bạn báo giá cho khách hàng. Rồi tiếp theo mình nói thêm cái thẻ kho đi. Thẻ kho đây cái là thẻ kho, là thẻ kho này mình cũng biết là cái sản phẩm ABC này mình bán rất nhiều mà không nhớ cái phải nào hết. Tôi muốn kiểm tra một sản phẩm nào đó thì mình nhập bao nhiêu và bán bao nhiêu, thì nó sẽ lưu thế nào. Thì mình sẽ, tôi muốn chọn cái đó 46 đây, mình chọn thẻ kho, thì nó biết này. Mình sẽ bán cho anh nào bao nhiêu khối và nhập là bao nhiêu nhiều khối, còn tổng lại là bao nhiêu nhiều khối, tổng cuối này. Các bạn thấy rõ ràng đó, thấy không? Mình còn lại số tiền là 66.500.000 đồng. Các bạn biết gạch đi, chọn gạch, bấm thẻ kho, gạch này, nhập là 5.000 viên này, bán ra là 1.010 viên này, nó còn tổng lại là 48.990 viên và số tiền tồn kho là 39.192.000. Là cái thẻ kho. Rồi đó là nhìn mình hơi tìm những cái tính năng riêng. Giờ cái chung đây là mình cái báo cáo bán hàng, này đó, hôm nay mình bán này, mình bán 4 đơn hàng. Các bạn thấy không? Bác anh Hằng này, anh Thành này một đơn hàng, anh Tiến một đơn hàng, anh Tiến một đơn hàng là công nợ. Khi cái đơn hàng nào nợ thì nó nợ này, và đơn hàng anh Cường này là cũng là chuyển khoản tiền này. Đó, rất rõ ràng các bạn. Đó, là đơn hàng từ đơn hàng và có từng đơn hàng. Mình muốn biết này, giờ mình không biết là anh Cường anh mua cái số tiền là 8.992.000 là cái sản phẩm nào thì mình click đúp vô đây. Thì bung lên cưa này, cát này 5 khối, dây điện 5 cuộn, gạch 10 khối và xi măng Hà Tiên 20 bao. Đó là cái chi tiết từ khách hàng. Rồi mình muốn biết là hôm nay mình bán chi tiết sản phẩm là những sản phẩm nào bao nhiêu và tiền bao nhiêu, thì lúc vô cái chi tiết bán hàng đó thì nên từng nhóm hàng. Các bạn thấy luôn là nhóm cát mình bán này như thế nào, nhóm đá bán những loại nào, nhóm điện bán loại nào, nhóm gạch bán loại nào, nhóm xi măng bán loại nào. Đó, tổng số tiền của từng nhóm và cộng lại số tiền là bao nhiêu. Đó là cái báo cáo chi tiết từng sản phẩm. Còn đây là hồi nãy là doanh thu theo hóa đơn. Rồi mình muốn danh chi tiết theo khách hàng thì đây chi tiết khách hàng. Đó, muốn chọn anh Cường thì click anh Cường, Đó, thì chi tiết anh Cường này, anh Cường này anh mua những cái gì này, đặc biệt là chi tiết khách hàng mua, khách hàng mình chọn lại đây, chi tiết khách hàng đúng rồi, gọi là chọn thêm khách hàng khác thì chọn qua đây, chọn anh Thành. Đó, hôm nay anh Thành mua những cái gì. Rồi bây giờ doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng thì mình chọn doanh thu theo đơn hàng. Rồi doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng thì mình biết là đơn hàng anh Thành này mình lãi được là 640.000 đồng, anh Tiến mình lãi được là 590.000 đồng, anh Tuyến lãi được 400.000 đồng và anh Cường lãi được 780.000 đồng, 84.000 đồng. Đó, thì cái doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng nghĩa là cái đơn hàng nào bán bao nhiêu và lãi bao nhiêu thì nó tổng số tiền đây. Rồi tiếp theo là lãi lỗ theo chi tiết, click vô lãi lỗ chi tiết. Đó, thì nó lãi lên từng sản phẩm, các bạn thấy rõ ràng không? Đây cái phần mềm mà nó lời có cái ưu điểm là nó sẽ tính lãi trên từng đơn hàng, lãi trên từng khách hàng và lãi theo chi tiết từng sản phẩm để mình biết mình sẽ canh những sản phẩm nào lợi nhuận bao nhiêu để mình biết mình cân đối cho cửa hàng của mình. Các bạn rất rõ ràng các bạn. Đó là cái ưu điểm về phần mềm như thế này. Rồi đó là cái nói về cái báo cáo bán hàng. Rồi rất rõ ràng thì hôm nay mình bán là tổng số tiền là 29.372.000 đồng và lợi nhuận là 2.414.000 đồng. Rồi mình biết hôm nay mình bán số tiền mặt là bao nhiêu, chứng khoản bao nhiêu và nợ bao nhiêu thì mình vô trước tiền mặt. Tiền mặt còn thấy không? Đó, hôm nay mình bán tiền mặt mình thu được là 4.240.000 đồng là tiền mặt mình thu bằng trực tiếp. Tài khoản chuyển cho tài khoản là 16.230.000 đồng và nợ là 8.900.000 đồng và tổng số tiền bán được ngày hôm nay là 29.330.000 đồng. Rất rõ ràng các bạn, đây này, đó là cái tiền mặt hôm nay là tiền mặt thu được, tiền chứng khoán, tiền nợ và tổng tiền. Đó là cái báo cáo. Rồi mình nói tiếp về cái phần công nợ. Công nợ hôm nay ai công nợ mình click vô đây. Đó, anh Tuyến này, anh Tiến là nợ này 8 triệu 900.000 đồng. Muốn xem chi tiết công nợ thì rất chi tiết mặt hàng. Đây, hôm nay nợ bạn mua sản phẩm nào, ngày nào, giờ nào. Đó, lịch sử muốn xem mình xem. Đó, ngày nào này, nợ bao nhiêu này. Còn muốn xem lịch sử chi tiết xem. Đó, ngày này ngày 27, ngày 22 tháng 7 2021 này, mua này, sản phẩm này, nợ này. Đó, còn nếu mình muốn thu nợ luôn thì mình bấm chút thu nợ. Rồi mình sẽ trả bao nhiêu gì, 8.900.000 mà trả 5 triệu. Rồi mình sẽ ghi chú là thu nợ khách hàng, trả lần một. Rồi chuyển khoản thì đó mình lưu lại, lưu xong. Đây này, anh Tuyến này thu này, nợ 8.900.000 này, thanh toán 5 triệu này, nợ lại là còn 3.900.000, thu nợ khách hàng. Rất rõ ràng các bạn. Rồi đó là cái phiếu thu. Rồi bây giờ các bạn xem cái báo cáo tồn kho thì mình vô kho hàng, tồn kho. Đó, rất rõ ràng. Đó, tồn kho này, nhập tồn này. Thì các bạn số nhập tồn nó có xuất là nhập, là nhập này, số lượng nhập này, số lượng xuất này và số lượng tồn cuối kỳ đây. Đó, rất là okay. Và mình biết được là hôm nay mình số lượng mình cửa hàng mình tồn này, tồn của từng sản phẩm này, tồn đó bằng hai cần tồn là bao nhiêu khối này, số tiền bao nhiêu này, 46 còn tồn bao nhiêu khối, số tiền bao nhiêu, và các xây tô còn tồn số lượng là bao nhiêu và tiền còn bao nhiêu, và tổng số tiền tồn cửa hàng mình là bao nhiêu tiền để mình biết mình cân đối của tiền mình lời mình bán ra và số tiền tồn kho để mình biết mình cân đối để mình lên kế hoạch cho cửa hàng của mình rất là tiện. Tôi biết rằng là cửa hàng là cần tồn những số lượng nào bao nhiêu, số tiền của từng sản phẩm bao nhiêu và tổng tổng là bao nhiêu. Đó. Rồi thống kê xuất bán. Thống kê xuất bán á, thì nó sẽ hiện lên là hôm nay bán những sản phẩm nào, bao nhiêu và tổng tiền là bao nhiêu của từng sản phẩm. Đó. Và bán cho những ai thì nó hiện lên từng người luôn. Rất rõ ràng. Và nó bán được số tiền bao nhiêu này. Đó. Từng sản phẩm và tổng tiền. Rồi thống kê nhập. Không có, nó là nhập đầu kỳ thôi, không có nhập trong kỳ thì đây là trong kỳ. Chi tiết nhập có, bán kỳ phiếu không có, lợi nhuận không có. Đó. Còn nếu như mình có nhập kho trong kỳ thì hiện cái này lên. Đó, rõ ràng. Rồi thì đây mình sẽ Còn nếu có giao dịch bán hàng, khi bán xong thì nên luôn này, tiền mặt thu được này, tiền nợ này. Đó, các bạn thấy rõ ràng. Thì lợi nhuận là hôm nay bao nhiêu này. Rồi thì mình giới thiệu sơ qua cái bán hàng, cái video này. Thì vâng, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần mềm chuyên tính tiền cho mô hình điện nước hoặc là xây dựng, hay là cửa hàng bán về đồ trang trí điện, hay là cửa hàng bán sơn, là bán gạch vân vân. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ lược qua cái tính năng phần mềm. Đầu tiên là đây là một cài đặt, thì trong này nó cài đặt thì có cài đặt hóa đơn, mà nó có chính đó các bạn, cài đặt hóa đơn, phân quyền, là mật khẩu vân vân. Rồi cài đặt hóa đơn, mình vào cài đặt hóa đơn thì cái đơn này mình sẽ cài những cái thông tin cửa hàng của mình vào, địa chỉ và điện thoại và một máy in, nghĩa là những cái thông tin cần in trên hóa đơn cho khách hàng. Rồi mình cài đặt xong, mình đưa lại là xong. Rồi tiếp theo mình sẽ vô cài đặt tiếp, mình là có một phân quyền đi. Phân quyền nghĩa là có nhiều cái nhóm, là nhóm quản lý, nhóm bán hàng, nhóm kế toán, nhân viên. Thì nếu mình chọn cái nhóm nào thì dưới đây này nó có một cái tính năng, tất cả các tính năng mình sử dụng của phần mềm. Nếu như cái nhóm nào mình có cái dấu tích màu xanh này thì cái quyền này được dùng cho cái nhóm này, và nếu như mình bỏ cái dấu tích này đi thì cái nhóm này không được dùng quyền này. Và đó là cái phần quyền. Còn một đây là một khách hàng, thì khách hàng này có là khách hàng nhà cung cấp gửi tin nhắn SMS đến khách hàng, hay là báo cáo về sinh nhật, hay là tiếp nhận xử lý cái đơn của khách hàng. Rồi thế là hàng hóa, hàng hóa đây là có danh sách khách hàng, in mã vạch, bảng báo giá và tăng giá theo nhóm hàng. Rồi kho hàng cũng vậy, kho hàng thì nó có kho hàng, có tồn kho, nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa, chuyển kho, xuất hủy kho hàng. Còn hóa đơn thì hóa đơn này nó có là in lại hóa đơn, nghĩa là in lại hóa đơn, nghĩa là khi mình hóa đơn mình đã thanh toán rồi, tính tiền rồi, khách hàng muốn xin hóa đơn nữa thì in lại, hoặc là có hóa đơn đó khách hàng muốn thêm hay là bớt một sản phẩm nào đó thì mình vô mình in lại, mình để chỉnh sửa. Thứ hai là cái thống kê hóa đơn VAT, nghĩa là hôm đó mình thống kê ngày tháng này hay là quý này có bao nhiêu hóa đơn VAT để mình in ra. Thứ ba là thống kê đơn đặt hàng, nghĩa là ngày hôm nay có bao nhiêu khách hàng điện tới để đặt hàng, ngày mai giao hàng, thì trong cái thống kê đặt hàng này là biết là ngày mai có bao nhiêu đơn hàng để mình đi giao, để xuất ra. Quản lý công nợ thì có là công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả cho cục cấp, công nợ đầu kỳ, quản lý đơn hàng nhập công nợ, nghĩa là mình nhập, nghĩa là khi mình nhập cung cấp á, thì mình quản lý công nợ là mình nhập bao nhiêu, số tiền bao nhiêu. Quản lý mượn hàng, ghi chú. Thu chi thì nó có thu chi, là có thì có là tất cả số quỹ tiền mặt hay là tờ khoản hay là chi phí khác đều riêng này. Tiếp theo là cái báo cáo bán hàng, báo cáo thì có báo cáo bán hàng này, báo cáo điểm, báo cáo số tiền tặng, báo cáo theo nhóm hàng. Tiếp theo là các bạn hướng dẫn, và có video hướng dẫn và có thể hướng dẫn và chấm công. Chấm công thì mình để chấm vào cho ra là rất là tiện cho một cửa hàng để mua cái phần mềm này. Rồi mình đi vào phần chính đi, có hàng hóa này, mình vào danh sách hàng hóa thì đây mình có cài sẵn một số sản phẩm này, các bạn thấy không? Mình cài sản phẩm này á, thì nó rất đầy đủ các bạn, thì nó có luôn này, tên này, mã này, tên này, đơn vị tính, giá 1, giá 2 tới giá 6 lần. Cái giá này để mình biết là mình sẽ bán cho những cái đại lý, hay là mình bán nhà đại lý cấp 1 hay cấp 3 để mình bán nhiều giá khác nhau, hay là giá sỉ, giá lẻ, và số lượng tồn kho và giá vốn. Thì đặc biệt là trong phần mềm mình là khi mình click vô sản phẩm thì nó có hình ảnh này, tức là khi các bạn đã cài sản phẩm vào, các bạn chụp hình để lưu sản phẩm đó vô mình, để mình biết, mình dễ nhớ cái hình ảnh trong bọn đó, khi mình bán mình không nhầm lẫn. Thì đó là cái hình ảnh sản phẩm. Đó, rất rõ ràng các bạn thấy không? Các bạn thấy cái góc này này, đó là mình click sản phẩm nào nó có hình ảnh này, ra không, gạch này, click vô dây điện này có dây điện này ha, click vô xi măng, click vô các xe tô này, rất rõ ràng, đá này. Rồi đó là cái hình ảnh của và là cái danh sách hàng hóa. Rồi bây giờ mình sẽ bán hàng cho các bạn xem. Bán hàng này, giờ mình bán này, cái quan trọng là cái bán hàng, giờ mình bán là đá 12 mình gõ